Channel xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Nga Nga Channel sẽ quay cho mọi người xem về nói chung là về cái tiệm của mình bán dép đó nha mọi người. Và những cái đôi dép này đó mọi người là nhà mình tự sản xuất ra nha mọi người, là mình chuyên bỏ mối sỉ và lẻ đó mọi người, là ai đặt như thế nào là mình làm mẫu như thế đó thôi. Nếu mà đặt số lượng nhiều thì nhà mình mới làm ra một cái mẫu nha mọi người. Còn đây là đôi dép đây, là nhà mình tự chỉ nhập cái đế này ở trong Sài Gòn về đó mọi người. Còn cái quai và cái mặt này là mình tự mình làm hết. Mình làm là chuyên cung cấp sỉ và lễ đó mọi người. Đây là cái đế cao này, dành cho những người ai mà thích cái đế cao thì mua nha mọi người. Còn những cái đế thấp thì ai thích thì chọn thôi. Còn cái đế cũng tương đối nữa đó mọi người. Còn có những cái đế thấp như vậy. Đế như vậy mọi người. Mình cũng nói cho mọi người biết là cái này là nhà mình tự đóng và làm hết. Và tất cả những cái mẫu này mà và từ Tết tới giờ đó mọi người thì hàng hóa cũng ít thôi mọi người ơi, không có nhiều. Những mẫu như thế này là nhà mình đồ làm hết nha mọi người. Đây là làm để cung cấp sỉ và lẻ đó mọi người. Đây là tủ giày nhà mình đây. Cũng chuyên mình đóng để mình bỏ mối đó mọi người. Và đây là dép này thì rẻ tiền hơn dép bên tủ hồi nãy nha mọi người. Máy dép này thì mình làm theo cái dạng cái đế xu của cái thời xưa đó mọi người. Nhưng mà dép này thì mang rất là bền nè mọi người. Nếu hồi xưa đôi dép như vậy thì nó nặng hơn, mà bây giờ thì mình cảm thấy nó nhẹ hơn là do cái mút này. Cái mút này nó nhẹ rồi đó mọi người. Và cái mặt xu này thì nó không có thấm nước. Mặt xu đây, cái đây là mình tự làm cái đế luôn nha mọi người. Đế là mình không có, mình chỉ lấy xu lấy mút về thôi, là mình tự mình có rập có khuôn mình tự mình làm ra. Rồi hôm nào là mình sẽ quay cái cách làm cho mọi người cùng xem nha. Và cái đế này là đế đúc mọi người, cũng giá rẻ. Cái này mình chỉ bán có 100 mấy thôi mọi người. Toàn bộ cái dàn này là mình cỡ 160-150 trở lại. Còn bên này là dép kẹp, dép kẹp, dép quay ngang đó mọi người. Đây dép kẹp, dép quay ngang, dép đây là dép dây dù. Và những cái đôi dép như thế này đó mọi người, đây ạ, là nhà mình nè đó, mà mình đóng hết đó mọi người. Đây là màu nâu, đây màu vàng, đó, màu đen đó mọi người. Và cái này mình đóng là mình tự mình làm ra cái đôi quai như vậy nè mọi nha mọi người. Và mình làm luôn cái này. Và nói chung là mình tự làm hết để mình kiếm tiền công đó mọi người ơi. Và đây là cái máy motor để chè này mọi người. Đây motor gắm điện vào thì nó sẽ chạy. Motor đấy để chè những cái mút mà mình làm dép đó mọi người. Đây là những cái chiếc khuôn đó mọi người. Khuôn mình đặt về, đây là cái khuôn giày. Và bây giờ là mình sẽ quay cho mọi người xem là ông xã của mình là
đã làm những đôi dép rồi mà giờ là ngồi để may những đôi dép đó nha mọi người. Tại vì mọi người biết không, những đôi dép như vậy á, khi mà làm lên á, là mình mua về là mình thấy nó đẹp thì nó rất là đẹp, nhưng mà nếu mà mình không may xung quanh á, thì mình mang thời gian là nó sẽ hở liền. Cho nên phương châm của tiệm mình là khi mà làm lên rồi á, là phải may xung quanh hết nha mọi người. Đây mọi người, đây là những đôi dép kẹp, và mà khi mình làm lên xong là mình may hết mọi người. Mình may như vậy là nó không bị hở, và mình mang tới cái lúc là nó hư là mình vứt thôi nha mọi người. Hiện một cái đôi dép như vậy là ở mình là chỉ bán có 135 ngàn thôi nha mọi người. Đã. Và mình may là nó nằm cái đường chỉ màu vàng nó ở dưới đế đó mọi người. Và đây là cái đầu kẹp thì mình cũng may luôn mọi người, và mình may mình chích keo luôn. Thì mọi người khi mà mang đó mọi người, mình đã may rồi đó thì về không có sợ là nó sút hay là nó hở bất cứ một cái gì hết nha mọi người. Tại vì mình bán giá thành cái này, đôi này là nó rẻ nha mọi người. Thì mang đó nó rất là bền, nhưng mà cái quai này là mình làm bằng xít, quai xít mặt xít, cho nên giá thành nó cũng hơi mềm nha mọi người. Và đây là mình sẽ quay cho mọi người xem về cái đôi dép quai ngang nha. Đây là những cái dàn khuôn, dàn khuôn để mình làm dép để mình gò lên. Đây mọi người, đây là dép quai ngang. Và mình cũng làm, ở mình thì mình làm bất cứ đôi nào ra thì mình vẫn là may hết nha mọi người. Đây, cái đây là chưa may nè mọi người. Chưa may thì mọi người nhìn đôi dép thì nó sắc sảo hơn, nhưng mà may như vậy thì mình nhìn lên nó có đường chỉ một xíu. Mình buôn bán mình bỏ mối là quan trọng là cái uy tín, nó không có bị hư hay là bị hở gì nha mọi người. Cho nên là mình làm ăn nó mới dài lâu được là nhờ cái may này đó mọi người. Và bây giờ là đó, mình quay cho mọi người xem về ông xã của mình đang đang may. Đó mọi người. Đang may những cái đôi dép với lại đó mọi người, may cho nó chắc. Đây là cái bếp này mọi người, thì cắm lên để mình hơ nó nóng là mình mới ráp được đó mọi người. Và đây là những đôi quai này mình để làm, mình cột để đóng lại vậy. Khi mà mình làm thì mình chỉ lấy ra mình gò thôi, mình để cho nó gọn gàng lại. Và nói chung là mình làm cái nghề nào cũng vậy mọi người ơi, mình cũng có những cái đồ nghề và cái đồ nguyên phụ liệu làm nó khác nhau. Cho nên thì mình cũng quay cho mọi người xem về những cái đôi dép và những cái nguyên phụ liệu mình làm đó mọi người. Đây là cái máy may này mọi người, cái máy may đây, máy may đây là máy may này mọi người. Đây là cái máy vạt, cái máy vạt da đó mọi người. Đây là cái lưỡi, cái máy vạt da này mình để cái vạt cái da cho nó mỏng đó mọi người, rồi mình gấp mí lại cái đôi quai cho nó đẹp mọi người ơi. Những cái máy này là chạy bằng mình cắm điện vô chạy motor hết nha mọi người. Đó. Và ở đó mọi người, may một đôi dép thì nó, nếu mà may mà nhanh á thì Tiếng 4 rồi. 1 tiếng 4 đôi rưỡi, còn bình thường thì cỡ 4 đôi Làm biến vậy coi. thôi.
một tiếng thì may 4,5 đôi, 4 đôi, còn nếu mịt mệt xíu thì may 3 đôi. May cái công đoạn may thì nó cũng khá là vất vả đó mọi người, nhưng mà mình đã làm rồi mình thấy công đoạn nào cũng vậy hết. Nói chung là mình có làm hay không thôi. Đây, cái đây là dép, quay hai hai quay ngang ngang này mọi người Ở trên này đó, chân đẹp không mọi người? Chân anh 39 mà sao mang 38 lọt đó. đẹp cũng đọc hơn. Không lọt, giặt giặt ra nhét cũng không lọt hết. Và mình làm những cái này là mình làm thủ công thôi nha mọi người. Và đặt hàng thì mình làm theo cái yêu cầu, nhưng mà với số lượng nhiều là mới theo yêu cầu được, còn nếu mà ít thì mình cứ treo lên đó, rồi mọi người thích cái mẫu nào thì cứ đặt theo số thì mình sẽ làm nha mọi người. Còn một khi mà ra một cái rập thì thời gian nó cũng rất là lâu, tại vì mình ra một cái rập là mình ra cả cái rập đế và cả cái rập quai. Và hôm nào là mình sẽ quay ra rập cho mọi người cùng xem và quay về cái công, từng cái công đoạn và mình làm nên đôi dép, và từng cái kiểu mẫu nó khác nhau nha mọi người. Mình xin chào mọi người và hẹn mọi người ở những clip sau nha. Xin chào tất cả mọi người.